Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh Phát Thái Vi ha. Nay mình quay trở lại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đến nhà vườn của anh Sang. Có một số hồng phấn xưa và trang sen muốn giao lưu tới toàn thể quý cô chú anh chị. Rồi, chào anh Sang. Chào Phát Thái. Chào cô chú anh chị đến kênh Phát Thái Vi ha. Hôm nay nhà vườn em lên một số hoa mẫu đơn cũng như là sen xưa, hồng phấn xưa với một số bông giấy. Thì cũng như là mã đầu tiên lên một cây hồng phấn xưa ha. Cây một cốt phơm tàn tròn đẹp với các chú anh chị. Này siêu hoa nha các chú anh chị. Chiều cao là 70. Lầu quá không lên hay lộng cộng một xíu. Ngang là 70. Cây một cốt sạch đế đẹp với các chú anh chị. 19 này là 11 ha, 11 một rưỡi tính 1 ha. Rồi. Mã số 1 cũng như lưu với bà con là các chú anh chị là 400 cây ha. Rồi. Đặc biệt dòng này rất là chậm lớn quý cô chú anh chị em. Rất là chậm lớn luôn nha. Mã số 2 cũng là cây hồng phấn xưa. Đang khun hoa luôn quý cô chú anh chị em. Phơm tàn tròn đặc cực kỳ say. Chiều cao là 80. Rồi, bề ngang là 65. Xem đo vị trí này đi. Là 12 ha, cái này chắc hơn mà thôi đi. Này thoát thân tầm tháng 20 quý cô chú anh chị. Rồi, thoát thân 15. Rồi, mã số 2 cũng nhiều luôn chứ. Cô chú anh chị là 400 ca ha. Lâu quá, lâu lên quá nó chuyện hơi lắm dấp xíu. Mã số 3 cũng là một cây ha. Hồng phấn xưa. Đó. Cây phơm tàn tròn đặc quý của chúng chị. Thì chiều cao là 75. Tán ngang là 65. Dòng này rất là chậm lớn và khác với hồng phấn lá xoắn nha quý cô chú anh chị em mình. Đó là siêu hoa nha anh chị. Ở đây là vị trí đây là 10 11 1 rưỡi tính 1 ha. Rồi, đế còn dưới nữa thì còn nữa, nhưng mà thôi mình tính 11 thôi. Mình không có khui đế quý cô chú anh chị. Mã số 3 em cũng cho luôn cô chú anh chị là 400 ca. Tiếp theo là mã số 4 cũng là bông cây hồng phấn xưa. Đó. Cái này có phơm lùng lùng của chú anh chị. Phơm tàn tròn. Chiều cao là 75. Tán ngang là 70. Tròn đặc tàn luôn quý cô chú anh chị. Cực kỳ sai hoa luôn. Còn củ đế già ha. Cái này hoành thăng lớn á. Chúng ta vị trí này là 13 ha, em tính gần 13 em tính 12 đấy ha. Ủ đế nở. Rồi, mã số 4 em cũng cho lưu với cô chú anh chị là 400 ca nha. Đây em lên hai xe nha, xe lớn xe nhỏ. Đó, cái này là xe lớn. Quá xá cái phần hàng em còn rất là nhiều cô chú anh chị. Ví dụ cô chú anh chị nào mà cách lấy số lượng thì em cũng vẫn còn trong vườn đó nha. Đó. Tàn số lượng thì em tính cái giá nó sẽ mềm ha. Nó mềm hơn. Đó. Chiều cao là 95. Tới ngang là 70. Dạ đây là 16 rưỡi em tính 16 nha. Cây này cái đế nó chạc cái tới đây nè quý cô chú anh chị. Thoát thăng 35. Mã số 5 em cũng lưu cho cô chú anh chị là 500 ca nha. Em bào sống mà xích của chú anh chị luôn. Size này hơi lớn hơn size vừa rồi nha quý cô chú. Size lớn nha. Dạ, tiếp theo là mã số 6 cũng là hồng phấn xưa. Cây này mình vô nó là siêu hoa luôn ha. Đó. Cây này độ tuổi tầm khoảng 3 năm rưỡi quý cô chú anh chị. Rất là chậm lớn luôn. Chiều cao là 85. Tán ngang là 75. Phơm tàn tròn xe luôn. Thằng lớn không nha, thằng này. Đây là hoành 10 gần 15 15 rưỡi tới 15 nha. Một cốt sạch luôn. Rồi, thoát thằng 10, thoát thằng 1 rưỡi. Đó. Rồi, mã số 6 em cũng giao lưu với cô chú anh chị là 500 ca luôn nha. Rồi, mã số 6. Tiếp theo là mã số 7. Quá trời. Quá xa cái phơm. Phơm này cực kỳ luôn ha. Cái này nó siêu hoa luôn, cái này là mình để chơi Tết là cực kỳ luôn. Nó nở hoài luôn nè, nó cứ búp tới tục luôn ha. Công truyền. Chiều cao là 85. Tán ngang là 70. Này thoát thân kháng tắt với cô chú anh chị. Tắt. Đây là 14 rưỡi em tính 14 ha. Rồi, mã số 7 em cũng cho lưu cô chú anh chị là 500 ca. Bảo sống bao ship con cô chú anh chị luôn. Tiếp theo là mã số 8. Rồi, cái này cái này phơm tầng thông. Tầng thông. Thoát thân thấp nha cô chú anh chị. Chiều cao là 1 mét. Tán ngang là 60. Hoa rất là sáng ha, màu hồng. Cái này em không làm cho em đọc vị trí này nha. Tại vị trí này là 14. Cây đế sạch nha quý cô chị, còn khui. Thoát thằng tắt nó có đế luôn. Đó. Rồi, mã số 8 em vô luôn cô chú anh chị là cũng là 500 ca luôn ha. Đó. Rồi. Rồi, tiếp theo là mỹ vàng chanh ha.
tiếp theo mã số 9. Xin mã số 9. À, chiều cao là 1m1. Màu hoa cái tới ngang mình tính 45 đây ha. Tại vì cái này mình kê nè, rơm. Cái phơm tàng nó tròn với cô chú anh chị. Tròn. Nhưng mà độ thân rất kỳ kìa nha, là thốc thân là 75. Đấy, quanh 7 luôn ha. Rồi, quanh vô đồng 7. Rồi, 7. Rồi mã số 9 em cũng vô luôn. Cô chú anh chị là 400k luôn ha. Rồi, cây này thốc thân cao với cô chú anh chị. Thường thường thốc thân cao có tàng nó không bự cô chú anh chị. Mã số 10. Mã số 10 chiều cao cũng là 1m1. Tới ngang 45 đi. Nghiêng cái phơm tàng xuống là phơm tàng rất là dày và hoa rất là sáng luôn. Rồi. Rồi, mã số 10 em cái này quanh 7 luôn ha. Nhìn đầu thốc thân nè. Dạ, ở đây là thốc thân là 68. Đó, mã số 10 em cũng lưu với cô chú anh chị là 400k luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo là giang hường độc xanh bông đậm. Mã số 11. 11 đó. Củ đế dưới thẳng ha. Phơm tròn đều đang nở hoa quý cô chú anh chị. Phơm nó xòe ha. Vàng hường độc xanh bông đậm. Và chiều cao là 1m ha. Tán ngang là 95. Và thoát thân là 38. Quá này củ đế bự này của chú anh chị. Chà, anh tính này gần 12 nè. Anh đo đây gần 12. Đó, củ đế dữ luôn. Nước em không làm ra nha, làm ra sợ cây nó yếu. Đó. Rồi, mã 11. Mã số 11 em cũng vô luôn với cô chú anh chị là 300k ha. Mã số 12 cũng là một cây dàn hường độ xanh bông đậm. Cây mà nếu mà tới chỗ của chú chị mình cứ việc kiểm tra thoải mái ha. Đó, chiều cao là 1m1. Tán ngang là 90. Thốc thân là 35. Ở đây là nó có ngoài đó làm như có nhánh bị cắt ha, có cái lỗi nha. Có cái lỗi nào thì em báo chỗ đấy. Cây được quyền kiểm tra ha. Dạ. Đây quả đen 12. Rồi. Mã số 12, em cũng vô lưu của chú anh chị là 300k ha, bao sống bao ship của chú chị luôn. Tiếp theo là hồng phát, sen xưa. Sen xưa. Lộc lại quá. Kỳ sai hoa quý cô chú anh chị. Mã số 13. Búp nó đặc biệt giống như một cái hoa mũ. Tiếp theo là mã số 13 cũng là cây sen xưa, đi ra đi. Rồi 1m15. Chiều cao tán ngang. Tán ngang là 1m. Form rất là đẹp quý cô chú anh chị. Cây này cực kỳ mạnh nha, dễ ra trắng hết. Quanh đây là 11 ha. Một cốt sạch ha. Ừ, cốt sạch. Thoát thân là 44. Đó. Mã số 13 em cũng giao lưu với cô chú anh chị là 500k ha. Đây phơm tàng đang bóp hòa cả quý cô chú. Cái này em cũng có hai xây nghe cô chú anh chị. Tiếp theo, mã số 14. 14. Dòng này cánh hoa nở tròn rất là đẹp quý cô chú anh chị. Không có xây lớn, xây nhỏ. Ủa cái này có 3 xây chứ? Dạ, 1m2. Tán ngang là 80. Tại vì nó thoát thân cao quá, cái tàng hơi nhỏ. Một cốt sạch luôn. Dạ, đầu 19 này là 9.5 em tính 9 ha. Rồi, thoát thân 55. Rồi, mã số 14 em cho lưu của chú anh chị là 500k ha. Rồi. Đây, hòa rất là đây đẹp. Là mã số 15. Này là sai lớn hơn tí ha. Xe giữa ha. Xe chung đi. Đó, chiều cao đây là 1m3. Đó, tán ngang đây là 1m ha. Phom tàng dày đặc của cô chú anh chị đây. Phom này có củ đế luôn nè cô chú anh chị. Đó. Cái dòng cực kỳ là nó mạnh ha. Còn đế nè. Em đem bán cho cô chú anh chị mình bao sống bao ship cho cô chú anh chị ha. Thí dụ như mà về có trong một thời gian có gì đó thì em cứ việc báo em ha. Dạ, quần thăng 11. Rồi. Một đứa tứ một ha. Đế tứ diện của dạ. Chú anh chị. Đây, chiều cao quên nó thoát thân đây là 47 ha. Rồi. Rồi, mã số 15 em vô lưu của chú anh chị là 800k ha. Rồi. Cây này sẽ lớn quý cô chú anh chị, sẽ chung nha. Mã số 16. Cái phần tàng nó đều. Mã số 16. Ôi, quá xá búp hoa luôn rồi. Dòng trang sen xưa này cực kỳ sai hoa luôn. Búp kẹo hết trơn. À, chiều cao là 1m2 ha. Tán ngang 1m. Một cốt giót luôn quý cô chú chị. Thân hơi lắc nhẹ nha.
Thế em cũng có 3 cây nghe cô chú anh chị ơi. Dạ, em đo vị trí đây là 12 rưỡi tính 12 ha. Dạ, độ khó khăn là 42. Rồi, mã số 16 em cũng vô luôn với cô chú anh chị là 800 cây ha. Rồi. Cái này cái bông nó như bông giả vậy cô chú anh chị. Tiếp theo. Tiếp theo là mã số 17. Đã chiều cao là 1m2. Là tán ngang là 1m. Dạ, vị trí này là 12 đây ha. Rồi. Để dễ gà trắng hết trơn của cô chú. Thăng lắc lượng nha cô chú anh chị. Dạ, thuốc thăng là 30. Nhưng phong đàn xuống này. Đặc biệt là hoa của cô chú anh chị thấy trên đỉnh nó lọt. Kẹo búp hết trơn. Rồi, giá luôn. Dạ, mã số 17 cũng vô luôn của chú anh chị là 800 cây ha. Rồi. Tiếp theo. Mã số 10. 18. 18. Size lớn. Cây này già cây ha. Cây này bứng cực kỳ lâu nha cô chú anh chị. Nó cũng như bứng thần luôn nha. Bông tược nó ra tược luôn ha. Cây này mình về mình trồng là mình ra nắng bình thường nha cô chú anh chị. Cái chiều cao đây là 1m2. Rồi tán ngang là 1m. Cây một cốt có phơm tàn gom đều với cô chú anh chị. Thân già. Rồi quả thân này là 14 rưỡi tới 14 ha. Rồi, em nhớ lưu cô chú anh chị là 1 triệu ha. 1 triệu đồng. Size này là size đóng vào tiếp của chú chị luôn. Size lớn. Tiếp theo, mã số 19 cũng là một cây sen xưa luôn ha. Đây. Chiều cao là 1m3. Ta ngang 1m. Búp lên. Cái này quanh to ha. Lớn, cái này lớn. Thân nó già quá quý anh chị. Đây quanh thân là mình tính 18 rưỡi em tính 18 rưỡi em tính 18 này ha. Rồi, xài cái đế qua. Rồi, có thân một tắc. Rồi, em cũng giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu đồng thôi ha. Rồi. Rồi, tiếp theo là em lên phôi qua giấy ha. Ôi, ghế ra luôn rồi kìa. Ghế đã đụng trắng đít rồi. Đó. Nhân đổ nha cô chú anh chị. Cao là 70 nha, tính cửa sổ đó. Là cửa sổ là 60 ha. Nhà quả thân đây là em đo đây là 24 ha. Rồi, 24 quanh tay cành nói chung thích hợp cho bonsai của chúng ta. Này là cây chắn đổ nha của chú anh chị. Đó, đế nha. Một gãy luôn ha. Rồi anh dỡ cái đít bầu lên nè, dỡ nó ra. Mã số 20 mình vô bầu mình đúng rồi. Mã số 20. Dỡ đít bầu lên nè. Này, gãy ra đụng đít luôn rồi của chú anh chị. Rồi, mã số 20 em vô luôn của chú anh chị là 500 cây ha. Một cái phôi giấy rất là đẹp ha. Về quý cô chú mình vô chậu đứng mình quánh cái dáng móc đổ xuống nha. Mà rồi, tiếp theo là mã số 21 cũng là một phôi qua giấy Mỹ ha. Đó, cũng cho đổ luôn. Những bài đổ luôn. Tại về tùy theo quý cô chú anh chị mình vô chậu ha. Đó. Đem để gì đi. À, chiều cao là 58. Thân già với cô chú anh chị. Một rễ luôn ha. Dạ. Đây quần này thân này là 25 ha, vị trí này. Rồi. Nè, cửa sổ là 45. Đó. Mã số 21. Em có vô luôn cho cô chị là 500k luôn ha. Rồi. Rồi, mã số 22. Này đợt này em về đánh bài vô đổ không? Chú chị. Một đế, một rễ. Một rễ không ha, em về cái này một rễ không ha cô chú anh chị. Đó. Ừ, thấy không? Kỳ là quái quái ha, quái gì ha. Em đã gì đi. Rễ ra. Bật mầm mà. Để chiều cao 60 ha. Này, vị trí là 22 rưỡi tới 22 ha. Đó. Rồi, mã số 22 em cũng cho lui của chú chị là 500k luôn ha. Rồi. Tiếp theo là một cái hoa giấy Mỹ. Mã số 23. Cây này nguyên một cái cọng đế nó cuộn tròn luôn quý cô chú chị. Rễ không ha, em về một rễ không à. Rồi, chiều cao là 55 ha. Mặt mầm mà. Mình thân là 27 ha. Hơn 27 tính 27. 27 ha. Rồi, cửa sổ là 47.
Quỳnh cũ là 53 ha, em tính 52 ha. Rồi mã số 23 em lưu của chú anh chị là 800k ha. Cũng đặt luôn với cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 24. Đây. Một cái phôi rất là quái luôn. Một cộng đế. Đế rất là lực luôn. À. Chiều cao là 60 ha. Chạc quần thăng này là 35. Cú sổ là 52. Mã số 24 em đưa luôn cho cô chú anh chị là 800k ha. Này về quý cô chú mình làm dán trực mà là trực lắc ha. Rồi. Rồi tiếp theo lên con giấy ha. Cái này là con giấy tím pháp. Mã số 25 chung với cô chú anh chị. Cây này quá sát tượng rồi. Này về quý cô chú mình khai thác co nhiều nha. Khai thác con cái tàn lại. Chiều cao là 1m ha. Gà thắng ngang là 90. Tím pháp gọi là tím chuông. Rồi. Hoa rất là to. Dạ quần thăng là 10 15 ha, 15 rưỡi tới 15. Rồi, mã số 25 em cho luôn cho con là 400k ha, cô chú anh chị. Rồi. 400 là miễn phí ship, miễn phí vận chuyển toàn quốc với cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 26. Cũng là một cây tím pháp đó nghe cô chú anh chị. Đây, chiều cao là 95. Tán ngang là 90 ha. Em đo là trong tại vì cái được dài quá em không đo nha. Đây, chiều cao Quỳnh Thăng là 14 rưỡi tính 14 ha. Đó, mã số 26 em lưu cô chú anh chị là 400k. Rồi mã số 27, đây là một cây qua giấy ngũ sắc nha cô chú anh chị. Năm màu ngũ sắc dòng thái của cô chú anh chị. Đỏ, hồng, vàng, cam và trắng phớt hồng. Đây là form em mới cool ha. Cái này mình đem về chơi là nó dài xuống dưới lắm nha. Nó còn dài lắm, nó còn. Này nó mới rồi, chiều cao là 1m15. Và tán ngang là 1m1. Nó mới lên cây nụ của cô chú anh chị. Màu đỏ nè. Cái này là nó còn dài lắm nha, nó còn búp nhiều lắm. Có thể là mình chơi tới Tết được luôn nè. Mã số 27. À Quỳnh Thăng lên 17 ha. Rồi. Rồi mã số 27 em vô lưu của chú anh chị là 600k ha. 600.000. Rồi mã số 28. Cũng là một cây ngũ sắc. Đây chiều cao là 1m2. Là tán ngang là 95, cái này cái phơm này mới cool nha. Đặc biệt nó đang lên cây nụ cây này về với cô chú chị mình là về Noel luôn nè. Đó. Mã số 28. Dạ Quỳnh Thăng là 15 rưỡi tính 15 ha. Rồi mã số 28. Cây ngũ sắc em cũng lưu cô chú anh chị là 600k luôn ha. Rồi đế quỳ luôn với cô chú anh chị. Tiếp theo là một cây gì trắng phớt hồng với cái màu gì không biết luôn nữa. Sakura với màu đỏ này không biết màu đỏ gì luôn. Sakura với màu này màu hồng với cô chú anh chị. Hai màu. Dạ Quỳnh Thăng là 19 ha. Rồi anh đo chiều bay luôn anh, chiều bay tán ngang luôn. Cây này vô dây một nước dây. Cây này bây giờ chị. Thôi đo gì đi, cái này 1m1 đi. Ủa, chiều cao nó. Chiều cao là 70. Tán ngang mình đo hộp trong xíu đi tại vì nó sàn quá đi, thôi mình đo 90 thôi. Này Sakura, trắng phớt hồng Sakura. À. Đế thì rất là đẹp ha, dáng bay bay. Còn số này là mấy rồi? Mã số này là mã số 29 này. 29. Rồi, mã số 29 em vô luôn cô chú anh chị là 800k ha. Cây này về vô chậu dĩa mình cứ cắt tàn mình con lại với cô chú anh chị, mình vô dây ha. Rồi, đây là lên một cây là Sakura luôn. 30. Mẹ vô dây rồi nha. Đó. Dù như nào gì tới ngoài thì em này nữa em bó lại em hay ship về nha cô chú anh chị. Mình cuộn cho nó tròn lại ha. Cuộn lại ha, nặng cho em dễ làm. Này nó gỗ hoa chịu không nổi quý cô chú. Chiều cao là 60. Tán ngang làm tính 1m thôi tại vì nó bự quá, đo tính 1m thôi. Phớt hồng cái màu nó rất là nổi. Dạ. Có một cái tược giấy Mỹ rin nó lên nó à, mà ở đây nó có cái lỗi ha, là nó bị nắng, bị lửa nó táp nè, nhưng mà nó liền chân ha. Cái nào
Có gì em nói trước nha. Rồi đâu cái quành anh. Cây dáng bye bye rất là đẹp. À, quành thăng là 19. Đó. Mã số 30 em vô luôn cho cô chú anh chị là 700k ha. Tại vì cây này nó có cái lửa. Rồi. Này về quý cô chú mình quánh dây lại ha. Số 31. Chẳng là giấy Mỹ ghép trắng phớt hồng sakura. Phớt hồng sakura. Cái này nó mới vừa búp búp nụ nha cô chú anh chị. Dạ chiều cao là 80. Cái này thăng này nhỏ nhưng mà nó cũ nó quái nha. Dạ, em đo đây là 16 rưỡi, em tính 16 ha. Cụ sổ rất là đẹp ha. Trắng phớt hồng sakura đang lên tượng nụ quý cô chú anh chị. Búp lên. Nó ngang này em tính 1 mét ha. Thì em có đi vô nước dây rồi. Đó, mã số 31 em vô lui của chú anh chị là 700k ha. Phơm tàn xòe ha. Rồi. Đó này búp nụ là mình chơi tới Tết luôn nha cô chú anh chị. Đó. Tiếp theo mã số 32. 32. Ồ cái phơm tàn nè quý cô chú anh chị. Này về quý cô chú mình chị mình vô dây một cái thì cũng là sakura luôn ha. Đọt lên nè, nó đang đóng cây nụ. À chiều cao là 95. Nụ nè. Tao nghe em tính 1 thôi. Cái này nó cái đế nó quái lắm. Tính 1 thôi nha. Tao có chừng 2 ha. Đây 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 có hoa này em nở nè. Lên màu sập bìa. Này đang búp búp nha cô chú anh chị. Này là gì mình chơi Tết được luôn nè. Tụt lên rất là mập ha. Dạ, bình thăng đây là 28 tính 27 rồi ha. Rồi. Để với cô chú anh chị mình thấy rất là sạch luôn. Quái ha. Quái. Rồi. Rồi, mã số 32 em giao lưu cô chú anh chị là 1 triệu đồng ha. Bao với ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Này là cây gì vậy? Ấn Độ ha. Mã số 33. Cô chú anh chị. Đặc biệt cái dòng này hoa rất là đẹp luôn. Đổi màu. Đó. Màu nó đậm theo cái hoa già nha, hoa già lên đậm. Nhưng mà cái củ rất là quái nghe cô chú anh chị. Đó. Hoa cánh rất là to. Rồi. À, chiều cao ông tính là 70 thôi ha. Tại vì cái này lùng. Nó ngang mét thôi, nó quá trời nó sàn đi. Tính mét thôi, cái này nó nếu đo hết mét 3, mét 4 lần tính 1 mét thôi. Đế rất là lực luôn. Đọc vị trí này đi. Là 20, 28 tính 27 ha. Cực kỳ là cũ đẹp. Đó. Rồi, mã số 33. 33 một cây giấy Mỹ ghép Ấn Độ. Giấy Mỹ ghép Ấn Độ ha, là em con vô lui của chú anh chị là 1 triệu đồng ha. Rồi, mã số 34. Này hai màu quý cô chú anh chị. Do một màu đỏ lửa và một màu tím chuông. Gọi là tím pháp. Đó, chiều cao là 70. Đây, form nó ra đỏ lửa nó ra dây luôn rồi. Còn tím chuông thì hoa rất là to, cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nguyên củ đặc luôn ha. Cái này là em ghép lấy bonsai nha. Này cái củ này nó có bị lửa tí xíu ha. Này bị tắt nắng. Rồi đó hoành luôn anh. Quá sáng củ đế. Mã số 34. Đã hoành thăng là 18 ha. Nhỏ mà cái thân cũng kìa đẹp. Rồi mã số 34 em vô luôn cho cô chú anh chị là 1 triệu đồng ha. Cây ghép hai màu, gồm màu đỏ và màu tím. Mã số 35. Cây này thì ghép một màu. Đế rất là cái này tím cái gì? Tím pháp, tím chuông á quý cô chú anh chị. Dạ. Hoa nó ra. Bông nó cực kỳ là bự. Đã chiều cao là 90 ha. Tới ngang bay mà. Thôi giờ. Nó tới đo tới ngang đo 60 thôi. Xay xay cái form hoa ra ra. Tại vì nó sàn sàn hàng, nó cứ thưa. Hoa nó lên rất là to. Cái này giờ cô chú anh chị mình vô dây cho nó đứng lên thì đẹp ha, tại vì em vô dây thì nhỏ quá. Cái màu tím phải nói là rất là ngọt. Rồi hoành luôn anh. Cái đế phôi giấy này rất là lực. Mã số 35. Ai hoành thăng là 20, gần 21 đến 20 ha. Dưới này. Cửa sổ. Thắt đế. À, cửa sổ là 48 ha. Rồi mã số 35 em vô luôn của chú anh chị là 1 triệu đồng ha. Rồi. Cái này là em ghép rồi đó, ghép cái phôi nha cô chú anh chị. Tiếp theo một cốt quý cô chú anh chị. Rồi mã số 36. Ôi ôi. Tím chuông lên màu. Hoa nó lọt phủ kính hết trơn. Cái tông này là hiện tại rất thịnh hành quý cô chú anh chị, một cốt ha, xỏ tàn xuống. À, chiều cao là 1 mét ha. Tớ nghe em đo 70 thôi tại vì nó mình chừng hao ha, xỏ đi. Dạ hoành thăng là 27 gần 26 rưỡi tính 26 ha.
Rồi, mã số 36 em cũng vô luôn của chú anh chị là 1 triệu đồng ha. Hoa rất là sáng với cô chú anh chị em ha. Tiếp theo là một cây vàng lá nhỏ ha. Ồ, quá sáng cái form rồi. Nhìn tàn siêu to luôn. Nhìn. À, chiều cao là 1 mét. Em đo dưới này đi ha. Tròn xe. Và tới ngang là 1m1 ha. Sàn rộng rất là tươi ha. Tàn tròn xe với cô chú anh chị, xe xe. Đi cho bành luôn. Dừng lại. Này còn nguyên gin chưa dọn gì hết trơn. Dọn luôn nữa. Này thất thân khoảng tầm. Cái này mình không có dọn, cái này mình để gì cho nguyên xi đi ha, cho cây nó mạnh ha. Nè, hoành thân em đo trên vị trí này là 14 ha. Rồi thất thân 1,5 tấc. Mã số 30. Mã số 37 em như luôn của chú anh chị là 500k ha. Cây cái phơm tàn. To hơi của chú anh chị. Cực kỳ là bự luôn á. Bưng không nổi luôn. Mã số 38 cũng là một cây vàng lá nhỏ luôn ha. Hai cây này cái nhân cặp luôn. Cặp luôn á. Tàn tròn xe. Thì chiều cao cây này. Mã số 38 cũng là một cây chân vàng lá nhỏ luôn ha, mà là chiều cao là 1m1. Là tán ngang là 1m luôn ha. Xe rộng cái. Tàn tròn xe. Nó trên này đi. Quanh đó trên đi, ở dưới nó còn sâu. Vị trí này là cái như tính 12 nè, qua đi ha, cây này tính 13 đi ha. Cây này với cây rồi nếu như đo sát cái này tầm tháng 14 của chú chị. Rồi, đồng trạng á. Rồi, mã số 38 em cũng như lui của chú chị là 500k luôn ha. Ngày hàng khai thác ha. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo là mã số 39 ha, là cây mỹ hồng thường chậu nha của chú anh chị. Em trồng nó lớn trong cái chậu của chú anh chị. À, chiều cao là 1m2. Này là em đo cho chị hao của chú chị cho ha. Tán ngang là em tính 1m1 ha. Cho xử lý hàng Tết nên chưa có hoa. Đúng rồi, này hàng là hàng Tết nha cô chú chị. Đó. Cây thần chậu từ nhỏ. Độ lốc thăng là 40 ha. Đó, 35 chứ. 35. Dạ, quần thăng là 9 ha. Rồi, mã số 39 em vô luôn của chú chị là 250k ha. Em bao phí ship toàn quốc. Đậu ship toàn quốc luôn. Đó, cây là cây hàng Tết nha cô chú chị. Rồi. À, tiếp theo là mã số 40. Mã số 40 cũng cây là cây cuối clip em nghe cô chú chị. Mỹ hồng thường chậu. Lên cây đọt à, chuẩn bị Tết đó quý cô chú chị em. À, chiều cao là 1m2 ha. Đá ngang cũng là 1m1 ha. Cái này số lượng nha quý cô chú chị. Này là trọng lượng còn rất là nhiều nha cô chú chị. Đó. Đây đây hoa mỹ hồng dần dần nè. Hoa mỹ hồng rất là sáng luôn. Đặc biệt dòng mỹ hồng cánh hoa. Em này cũng có vẫn là bán cái số hàng giá sỉ luôn nha cô chú chị. Ở đế em này còn nhiều. Chậu nó cuộn ha. Chiều cao là 35. Thất thân. Thất thân. Vành lâu này dao động cỡ 9 ha. 9 đi. Rồi, mã số 40. Mã số 40 em có vô luôn của chú anh chị là 250k luôn ha. Rồi. Rồi, cố clip em cũng chân thành của chú anh chị đã ủng hộ cho em trong thời gian qua ha. Em kính chúc cô chú anh chị một ngày mới dồi dào sức khỏe và ngày này hạnh phúc ha. Rồi. À, cảm ơn quý bà con đã xem và lựa chọn những cây ưng ý cho mình để sưu tầm về hàng Tết nha. Pháp Thái Vi cùng với anh Sang chân thành cảm ơn quý cô chú đã dành thời gian quan tâm clip ha. Hẹn gặp lại nha.